Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 đến hết tháng 5, đoàn liên ngành gồm các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện một số bộ ngành và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện TikTok. Trước nhiều vi phạm liên quan đến việc kiểm soát phân phối nội dung độc hại phản cảm tới người dùng mạng, đặc biệt là giới trẻ, TikTok có nên bị cấm ở Việt Nam? Biên tập viên Hoàng Yến sẽ cùng quý vị và các bạn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này. Toàn lớp trẻ thích chứ, lớp già thì đôi khi cũng có cho vui, nhưng mà lớp trẻ là đúng là ảnh hưởng rất lớn. Nhưng lớp già như bác thì có kinh nghiệm hơn rồi, cái nào mình nên tốt thì mình theo, cái nào xấu thôi chứ. Thì nó dễ gây nghiền và một thời gian, nhiều thời gian quá, nhiều nội dung xàm quá. Chúng ta cần phải có những đưa ra những giải pháp để hạn chế cả cái xấu, chứ không phải là cấm triệt tất cả, bởi vì là bên cạnh những mặt xấu thì mặt tốt vẫn còn rất nhiều. Khi sử dụng TikTok thì em thấy TikTok mang lại cho mình rất là nhiều giá trị, giúp mình trong công việc cũng như cập nhật tin tức rất là nhanh. Thì cái việc mà chúng ta cấm TikTok là cái điều khó có thể xảy ra, bởi đó là nó là xu thế. Tuy nhiên nếu như chúng ta để cho mạng xã hội nó phát triển mà không có cái sự kiểm soát tốt ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến trẻ rất nhiều. Xin kính chào quý vị. Hiện pháp luật Việt Nam đã có đầy đủ quy định quy trình để thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, không chỉ giới hạn ở việc chặn hạ ứng dụng vi phạm. Đây là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trước câu hỏi. Liệu Việt Nam có thể kiểm soát việc tiếp cận nền tảng xã hội xuyên biên giới như TikTok trong trường hợp nền tảng này từ chối hợp tác để kiểm soát nội dung và tuân thủ các quy định đảm bảo an ninh mạng theo quy định của pháp luật Việt Nam? Về mặt kỹ thuật, Việt Nam có thể chặn tên miền và máy chủ nếu nền tảng không gỡ bỏ thông tin vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Về giải pháp kinh tế, cơ quan quản lý có thể ngăn chặn các hoạt động quảng cáo, hoạt động thanh toán có sự tham gia của các ngân hàng trong nước và hoạt động thương mại điện tử tại nền tảng được xác định vi phạm, cũng như những người tạo nội dung trên đó. Thực tế thì TikTok là một trong số rất ít các nền tảng xuyên biên giới có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Điều này có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có đủ các công cụ về pháp lý để quản lý hoạt động của nền tảng này trên lãnh thổ Việt Nam, cũng như có quyền yêu cầu sự tiếp cận phù hợp nhất các nguồn thông tin của nền tảng với mục đích bảo vệ người dùng Việt Nam. Theo thống kê của Data Reporter, tính đến tháng 2 năm 2023, số người sử dụng TikTok tại Việt Nam đạt gần 50 triệu, đứng thứ 6 trên toàn cầu và đứng thứ nhất tại Đông Nam Á. Người dùng và những người sáng tạo nội dung trên TikTok đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hay ngăn chặn, từ chối hay tiếp nhận, báo cáo hoặc phát tán những nội dung xấu độc trên nền tảng. Áp dụng định danh tài khoản mạng xã hội cho các dịch vụ xuyên biên giới, trong đó có TikTok, sẽ được quy định cụ thể trong luật viễn thông sửa đổi, dự kiến ban hành trong năm 2023. Điều này có nghĩa, người dùng và người tạo nội dung TikTok buộc phải cẩn trọng hơn trong phát ngôn và hành động khi chia sẻ các nội dung với những người dùng khác. Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng xã hội và các sàn thương mại điện tử trên các nền tảng này là một xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, trong bối cảnh trách nhiệm với cộng đồng còn quá ít ỏi so với sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới thế hệ trẻ của các công ty công nghệ nước ngoài, thì rõ ràng là vai trò thắt chặt kiểm soát của chính phủ là cần thiết. Câu trả lời thỏa đáng nhất cho câu hỏi có nên cấm TikTok ở Việt Nam hay không sẽ sớm được đưa ra sau khi có những đánh giá cẩn trọng về ảnh hưởng của TikTok cũng như mức độ tuân thủ pháp luật của nền tảng này trên lãnh thổ Việt Nam. Còn đối với người tiêu dùng, vẫn là câu nói: hãy tỉnh táo bảo vệ bản thân và trẻ nhỏ trước ma trận thông tin trên các nền tảng xã hội. Tới đây thì tôi xin dừng phần trình bày của mình. Mời quý vị quay trở lại trường quay thời sự để tiếp tục chương trình.